Doraemon ơi, cứu tôi với. Doraemon ơi, cậu muốn giúp tôi làm bài dự án anh lên. Không chạy cứu thằng sẽ cứu giết tôi mất. Nhà, này nói thật nhá. Nhà cậu nhá. Ông nội cậu Nobita, bố cậu, mẹ cậu không tự làm được à? Nobito, Nobito đâu rồi? Cậu đã làm xong dự án văn hóa châu Á những năm 2000 của bọn mình chưa? Tớ không biết làm. Không biết làm, không biết. Không biết cũng phải làm, cậu có cho bọn tớ chứng không à? Đúng rồi đấy, cậu mà không làm xong ấy thì đừng có phải trách. Thôi muốn giúp tớ với. Từ từ. Tớ có cách rồi. Mình sẽ lên cổ máy ra, rồi đi qua các nước châu Á và men theo con tuôn lụa được không? Ô hay đấy, thế bây giờ mình đi đâu nhỉ? Hãy bắt đầu từ Trung Quốc ấy, 2014. Ok, đi luôn đi, hay đi đấy. Yeah.
nhiều là có thể có người đẹp trai như thế nhở? Đồ ăn thì cũng ngon. Món như kim chi này, kim bắp này, thịt nướng này ăn vào nó phải gọi thôi rồi. Cốc à, đâu? Đứng lên. Tôi riêng đi nhở? Ai nhớ rồi đấy? Bạn nhớ đi học với nhau. Này, đố tôi biết ai nổi nhất Hàn Quốc bây giờ? Sơ chuẩn không cần chỉnh rồi. Ông ấy đang sang Việt Nam làm huấn luyện viên bóng đá ấy. Đội tuyển Việt Nam bên đấy toàn thắng luôn. Bây giờ bên đấy nó báo to luôn đấy. Ủa. Ôi, nghe cậu nói thì tôi tò mò quá. Hay mình sang Việt Nam đi nhở? Ok đi thôi.
đủ gà chưa? Tới sân xong có máy hay ra rồi đấy. Chúng ta về thôi, ở đây nguy hiểm quá. Shizuku nó bắt đầu, Shizuku nó bắt đầu. Tình hình nguy cấp lắm rồi các cậu ơi. Shizuku, cậu mau tỉnh dậy đi. Cậu mà có mạnh mẽ gì nó không sống được nữa đâu. Ê, cậu thấy đau quá. Ừ, may quá, cậu tỉnh lại rồi. Các cậu sao? Mọi người đều ổn cả, chỉ có mỗi cậu bị lạc thôi. Ôi, cậu mang đến tặng bom đạn như này, không về đi nhỉ. Tay thấy đau quá. Đâu để tớ xem nào. Thôi để tớ đỡ cậu lên nữa. Let's go, let's go. Chết rồi. Có đây rồi. May quá cậu không sao. Eo ơi, ý ra không nhiệt thật. À, vai cậu bị làm sao đấy? À, chắc là chỉ xuyến sức ngoài da mà không sao đâu. Ủa mình về nhà các cậu. Đây nguy hiểm quá. Về đi, tớ nhớ mẹ lắm rồi. Thế giới hòa bình, các em có đồng ý không? Đồng ý ạ.